Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình bóc hai cuộn điện này gã ra kiểm tra coi mình coi nó bị cái gì để mình làm nha các bạn. Hôm rày mình có kiểm tra qua rồi nhưng mà chia sẻ các bạn rồi nhưng mà mình để lâu quá hôm rày chưa biết nó bị cái gì. Hôm nay mình lấy ra kiểm tra coi nó hư cái gì để mình làm để mình đem theo mình thay cho khách nha. Các bạn xem thấy kênh của Anh Thợ Da Chai có hay giờ hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Cái này mình coi coi nó hư cái gì rồi mình kiểm tra rồi các bạn nhà các bạn mà có đồ hư giống vậy đó các bạn làm theo vẫn được như thường các bạn. Nhiều cái nó cũng đơn giản lắm các bạn. Coi nó có đứt cầu chì đồ không nghe. Trong cuộn điện này nè, nó trong đây nó có cái cầu chì. Nếu mà nó có đứt á thì mình lấy mình làm lại. Làm như mình vậy đó các bạn. Rồi, mình cố định điện thoại mình làm nghe các bạn. Bạn xem mình làm nghe. Để hạ cái đèn xuống chút xíu cho nó sáng. Rồi đầu tiên mình đo này kiểm tra coi nó có bị cái gì nha. Đây, cái đồng hồ ôm đây mình đo ôm 10 nha các bạn, ít ôm 10 nha, ít 10 nha, đây ít 10 nha. Rồi đầu tiên mình đo 2 cộng xám với cộng đỏ nha các bạn, là tóm tắt cột điện đó này nó không lên nè các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái cộng đỏ này nè, mình đo chung với mấy cộng số nha. Bỏ không xám qua bên mình đo xanh số 1, vàng số 2, trắng số 3 nha. Đó. Xanh số 1 nè. Mấy cục điện này còn nhiều khi nước cục chì các bạn. Vàng số 2 nè lên nè. Trắng số 3 nè lên nè. Vậy là cộng xám nó không lên, mình gãi kiểm tra coi nó bị cái gì nha các bạn. Coi có đứt cục chì không nha. Mình mua về mình để đó, mình đo thấy không lên hay gì đó, mình để nó không dài mình không nhớ. Lấy kiểm tra lại đặng mình bằng sơ lại đặng mình đem theo đặng mình khách có bị hư cục điện đó mình thay. Vệ sinh cho nó sạch đi. Dây này phía trước nha các bạn. Cục điện này nó cổ gấp nó nhỏ nè, chắc không có cầu chì mà nó đứt làm sao đó, để mình coi lại coi. Nó cứu được không nha. Nhiều cái cục điện cũ mà nó bị chuột cắn nữa. Đây ổ giò giò đóng nè các bạn. Rồi đứt cộng chạy nè. Thấy không? Đứt cộng chạy nè, cộng ngoài nè. Đó. Nhiều khi cục điện nó đứt đơn giản gì á, nó dễ sửa. Còn nhiều khi nó nổ phạm mà nó đứt con một cộng một à. Để mình thử coi nghe các bạn. Phải đứt cộng này không?
Rồi đứt chính xác nó rồi các bạn ơi. Câu đó nè. Rồi cái này mình chỉ nấu lại thôi nha các bạn. Mình chỉ hơ hột quẹt mình xe lại cái rồi à. Hơ hột quẹt cho nó cháy cái lớp email nó đó, cái mình xe lại cái là rồi à. Điểm này nó còn pin luôn. Tới không? Dài quá. Nối khúc pin. Này nó có ít mà nó không có cần thiết mình phải hàng nha các bạn. Nó có cộng một. Nó không liên can gì trơn không sao, đến đổi. Cái này là mình làm mình đem thay luôn nha các bạn, chứ không phải là mình làm ẩu nha. Mình làm tại vì nó nói đứt con cộng à, mình không đáng kể thì mình nói lại gì là rồi đó, mình xe lại gì là rồi đó. Mình chủ yếu là mình đai cho nó chắc thôi, là nó ăn bình thường. Không có đánh đổi gì hết. Không ảnh hưởng gì hết. Để mình đai sơ lượng cộng mình đo coi phải nó không nha. Đo coi nó lên không nha các bạn. Đo đề với chạy nè. Cộng đỏ với cộng xám nè. Lên rồi nè, thấy không? Chứng tỏ này nó còn ngon nha. Đứt con cộng ngoài như là nó bị nóng quá, nó đứt dây đai các bạn, nó quay qua quay lại cái nó bị đứt thôi, bị chằn bị đứt thôi chứ không phải là bị chạm nổ gì nha. Mình nói lại là nó do là nó bị đứt đai này, nó bị đứt thôi chứ không phải là bị nổ gì điện hoặc gì hết. Rồi vậy là làm được cái cuồng điện rồi nha các bạn. Mình lắp lại. Này cốt bạc nó cũng rơ rồi, nhưng mà mình lắp lại để giữ nguồn điện nha. Khi nào mình thay mình dỡ nguồn điện ra, chứ không có để nguyên cụm tại vì cốt bạc này nó rơ rồi. Lắp đỡ lại cho nó giữ nguồn điện, đừng có cho bị đứt. Còn ba thằng đó không. Giặt nó rung, nó giặt đó. Giặt cái mền nó đụng bên, nó giặt cho nó giặt. Rồi mình ráp lại hết nha các bạn, được một đầu rồi đó. Làm cái này mình đem theo để mình thay. Này mình mua không nha các bạn, chứ không phải là mình làm gì có đâu nha. Không có đổi người ta mà lấy lợi để cứu đâu nha. Còn cái này cũng vậy, mình mua nè. Mình mua hôm bữa cũng nhiều lắm mà mình đo không lên. Để đo lại cái này có lên không nha. Không lên nữa nè. Lên. Cái này còn ngon. Để mình thử cái này coi nó chạy không nha. Tại vì không gài á, không có.
Ê Đức, bước bước ra ngoài cái gỗ xe của anh, lấy cái cuộn điện để ngoài gỗ xe. Ừ, cuộn điện đó, điện cho con ngoài gỗ xe. Con chạy qua đây. Cuộn này còn nha. Mình để mà mình không nhớ nha. Lấy cái cuộn kia, cuộn Đức Đức cầu chì vô mình làm cho các bạn xem. Mình còn một cuộn nữa đậu trên xe. Đó, ngoài gỗ đó. Ừ, cục điện đó nằm trước mặt đó. Ừ. Ừ. Đó đó. Em đây. Chỉ có cái cục điện không làm gì nghịch cọng dây với vậy. Tao không dám lấy cọng dây ra. Cọng dây này đâu có liên can với cục điện đâu. Nó dính trong ngoài biết không? Điện này như mình đoán như nó đứt cầu chì hay gì các bạn, mình đo không lên, để mình gỡ ra anh kiểm tra các bạn xem luôn nha, sẵn mình chia sẻ cho các bạn xem, mình để xe hoài mình không có coi. Bữa đó như mình đo số nó lên hay gì cầu chì nó đứt cầu chì hay gì, mình đoán là đứt cầu chì thôi chứ mình chưa khẳng định là chắc chắn là nó đứt cầu chì nha. Tại vì mấy cái cuộn điện này cũng dễ, mình chỉ biết là nó có cái cầu chì ở trên là nó đo không lên, là đa số là nó đứt cầu chì nha các bạn, nên thử ra đoán nó cũng chính xác lắm, có khi xui xui nó cũng bị cháy nữa, khi nào mà mình đoán nó bị xui á thì nó cháy nổ ở trong phạm trong á, mình đo dẫn lên mà cái có cái nó cháy nó phạm, đụng nhiều nhiều đồ nó bệnh khác nhau, tưởng đâu đứt cầu chì cuối cùng dở ra nó cháy một lỗ mà đo dẫn lên là thì cầu chì vẫn còn, mình đo cái thằng kia nó không lên đứt cầu chì. Cái con ốc này nó bị tà đầu ở dẫn ra, cái mình lấy cái phan, cái mũi phan bót nè mình chế làm cái đục mà cũng tà nha các bạn, tại mình mài lại nó hơi non đó. Mình mài cái độ nóng nó hơi non đó, nó tà. Chứ mấy cái đầu vít này nè bạn, một năm mình xài biết bao nhiêu mà nói, mà dặn hơi hơi cái đầu nó chợt cái làm đỏ à, bỏ anh mua khác liền à. Một cái đầu gì cái loại loại 8.000 nghe, loại 10.000, loại mười mấy ngàn, 12, 14.000, 15.000 có nữa, tùy theo loại mình thấy. Mà mình xài mấy cái loại trung bình nha, rẻ nha, chứ mà nếu mà mình xài mấy cái loại mắc á, thầy lỗ mắt đó, nó màu chợt hơn là cái loại rẻ nữa các bạn, nó ngặt như vậy. Cái loại mắt đó, nó bóng, nó đủ thép nhiều quá nó bóng, nó dặn cái hơi hơi cái nó chợt à, nó trơn lùi à. Còn cái dỏm thì nó sần sùi hơn nha, nó có cái độ nhám hơn đó, dặn đó, hả, nhiều khi nó ngon hơn đó. Tính ra cái con vít dỏm, con vít dặn dỏm mà dặn vô cái con ốc dỏm thì nó hợp với nhau, còn con ốc con vít xịn á thì dặn vô con ốc xịn thì nó mới bền, còn dặn vô ốc dởm cái nó phá, nó mau chợt nó bóng lại, như cái độ nhám của con vít dởm á nó làm cái đầu vít, con vít thép mình nó bóng lại cái nó chợt dễ bị ấy lắm. Mình xài biết bao nhiêu rồi mình để mình đo nha các bạn, là hai cọng dây này là hai cọng dây K3 đó nè các bạn, thấy không? Đầu tiên mình đo hai dây K3 này coi nó lên không nha, bữa đó mình không có kiểm tra không lên nữa các bạn, không lên luôn. Để mình bung coi coi nó như thế nào nha các bạn. Mấy cái này mình làm phải nhẹ tay các bạn ơi, nó có bị nổ gì không nha,
Nhiều khi nó bị đứt. Đây bị đứt rồi các bạn ơi. Bị đứt rồi. Đứt một cọng. Để anh bấm ra hết coi. Đây là đứt nhiều không nha. Bởi vì nhiều khi mình đón đo mình đón nó đứt cầu chì, nhưng mà dở ra nó bị nổ ở trong. Không phải, nó nhiều cái vấn đề lắm, chứ không phải nói là mình nghĩ là cột điện nó có cầu chì mà nó không chạy thì đo mấy số kia lên là nó ấy đâu đó. Để này đo đo mấy cái số nó lên đó các bạn. Mình đo mấy cái số nó lên đó. Nó đứt dây đó theo. Có cái nó bất ngộ lắm đó, cái cầu chì mình đo trên hai cái đường K3 là nó không lên mà nó đứt cầu chì. Đo dưới nó không lên luôn. Nó ngặt gì á. Còn có cái mình đo hai đường K3 này không lên là mình coi chừng ở trong nó bị nổ gì trong đứt trong. Theo gì mình đoán là cái cầu chì là cái đường điện đường đi xuống đường dây xám nó không vô điện á, thì mà đo với mấy số nó không không lên á thì tức là hai đường K3 ở trên nó phải lên, tại vì nó nằm liên ra nghe chung dưới kia, nó nằm cách cầu chì nè, thấy không đó. Mà nó rấu ngặt nè các bạn thấy không nè, cái cọng dây xám nè vô đây, cái cọng dây đồng nó vô đây nè, thấy không, thì nó đấu gì đúng nè đó, đấu gì đúng nè, cái cọng dây đồng nó vô qua bên đây thì K3 mình sẽ đo lên, K3 không đo không lên là mình nguy hiểm, là mình nghĩ là nó sẽ đứt nè, đứt từ cọng điện nè, đứt cọng ngoài, cọng ngoài cũng chạy các bạn ơi. Có còn đứt cọng nào nữa không nghe, mình mong rằng là nó đứt ít nha các bạn, tại vì tối thì cũng đèn nó sáng thiệt nhưng mà mình mắt mình nhìn không có rõ. Không, một cộng hai cộng rồi đó, thấy hai cộng rồi các bạn ơi, để mình đếm ra coi, 2 4 5 đứt hết trơn, còn 5 cộng rồi các bạn ơi. Còn điện này chắc để cứu sau các bạn ơi. Nằm cho các bạn xem nè. Đây là hai cộng nè, hai cộng này là đỏ nè, đỏ đây là số 1 rồi các bạn, thấy không, đỏ số 1 đó, vàng nè, vàng số 2 vẫn còn nè, thấy không, cũng hai cộng nữa nè, còn trắng số 3 là đứt luôn nè, thấy không, vị chi là bên đây á, bên đây nó còn có hai cộng nè, bên bên đường dây đề, bên hai thép đề á, mỗi thép nó còn có hai cộng hai bên nè, bọn thép nó còn hai cộng hai bên nè, còn đây nó lòi ra được cộng rồi nè, đó lòi ra được cộng chạy rồi nè, đó. Bên đây cộng chạy nữa là hai cộng chạy nè, đó cộng chạy là bốn thép ngoài nha, để mình đo hai cộng chạy này có nó lên không nha các bạn. Lên được bạn, đỡ đỡ còn đỡ, mà sao nó đứt mắt hết trơn chân, mỗi một bên một cộng nè, hai bên hai cộng nè, để mình mò xem coi nó bị nổ phạm nặng không nghe, có khi nó cháy luôn các bạn. Cái này chắc cháy các bạn ơi, lột rồi, mình thấy nó lột cứng cứng nè, ồ cháy luôn qua đây nè các bạn, ồ nó nám qua đây, nó lột bên đây luôn nè, này nó lột bên đây nè, thấy không, để mình lấy nét cho các bạn xem nha, thấy không đó, bởi vì không biết là cố gắng ngồi mà cứu, cho dù nó còn mình cũng không cứu nữa nha các bạn, nó bị luộc rồi, đi rồi này, bỏ nha các bạn, mình bỏ rồi đó, mình bỏ lên, bỏ bán nguyên cụm đi luôn nè, không có giữ lại. Nói gì nó thì cái ốp cuộn điện này là mình rất là dư nha các bạn, ở tiệm nó bán ốp cuộn điện này có giá lắm nha, còn mình á mình đem bán ra chai không, mình bỏ ra chai bao bao
rồi xong đó, người ta nhông này người ta còn xài được, là mình là mình bỏ luôn, bỏ theo nó luôn. Có cái đầu bên kia thì mình lấy lại, lấy nhông luôn. Cái đầu này đầu còn nè, đầu này nhông còn mới, đầu đẹp nè, thấy không đó. Mình lấy nguyên cái này luôn. Rồi vậy là cái này tay rồi. Rồi chia sẻ với các bạn tới đây thôi nha. Các bạn thấy kênh anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Nhớ chia sẻ mạnh mạnh lên, đăng ký mạnh mạnh lên, có cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Nhớ ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Rồi có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn. Được hai cái đầu để ngày mai đem theo để dành thai. Rồi chào tạm biệt các bạn.